Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Em xin kính chào anh Phi Nhân. Em cũng xin xin kính chào các quý mạnh thường quân của kênh anh Phi Nhân quận 12. Hôm nay em thì cũng có muốn tâm sự với cô chú anh chị với các bạn một số vấn đề, có nghĩa là em muốn xin cô chú anh chị một ít kinh phí là để duy trì cho máy ấm của em. Tại vì hồi bữa anh Siêu Nhân có live chim bán gạo rồi em có vô em xin thì cũng được anh giúp anh giúp anh chia cho được 300 kg cái phần tiền của chị Ngọc ở ở bên 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 nước ngoài cho, với lại 200 kg của bạn Thanh ở Đài Loan cho, là tổng cộng được 500 kg. Thì bữa nay cũng hơn 10 ngày rồi thì các con nó cũng ăn hết. Em thì em tổng cộng em đang cưu mang mấy con để cho mẹ nói. Em thì em cũng hiện tại cũng đang cưu mang mấy trăm bé chó mèo, thì cũng với lại em có cho một số bé chó quan ở trong lô cao su á ăn, với lại những cái bé chó mà của hàng xóm người ta bị cái đợt dịch Covid chết ha. Em cho ăn mấy năm nay rồi, chết rồi người ta bỏ lại đó, thì em cũng cho ăn mấy năm nay rồi, với lại để mày nói chuyện với lại một nhóm mèo ở trên mèo ở trên chợ Long Hòa. Nhiều khi khổ lắm á, nhiều khi thấy mấy đứa con ở nhà nó không có đủ ăn nên cũng không có muốn đi cho chó mèo qua ăn, nhưng mà cho tụi nó ăn mấy năm nay rồi mà bỏ tụi nó không có được, mình cũng tội. Bữa nào mà bỏ nó thì hả, nó ngồi nó chờ tội nghiệp lắm. Nên mấy đứa con em ở nhà mà có cháo ăn cháo thì em cũng cho tụi nó ăn cháo, mà mấy cơm mà có mấy con em ở nhà ăn cơm thì em cũng cho tụi nó ăn cơm. Nên nhiều khi tổng có số lượng ở trong ngoài luôn cũng nhiều, nên ăn thì cũng hao tốn. Một ngày thì em nấu khoảng 60 kg, 55-60 kg gạo cho các con ăn, nên cũng khó khăn. Nên có số gạo của anh Siêu Nhân cho hồi bữa mà 500 kg em chỉ sử dụng được có mấy ngày rồi cái người này người kia cho 100-200 á, cái em để dành. Cái hồi bữa hết gạo cái em cũng có mua thêm được 100 kg nữa, nhưng mà gạo ở trên em nó mắc, gạo ở trên em tới 17.000 kg lận, mà gạo xấu quắc à. Để mày nói chuyện có mấy con, gạo trên em 17.000 kg mà gạo nó đen, nó hột trắng hột đen, nó không có được như gạo của anh Siêu Nhân. Mà nấu ăn thì mấy đứa con nó cũng bị nhão, nó không có rời, không có tơi như anh Siêu Nhân. Ví dụ gạo anh Siêu Nhân á, thì nó tơi nó nở, em nấu một bao một ngày chỉ có 50 kg à, nhưng mà gạo ở trên em mua thì lại nấu một ngày phải 55-60 kg, nên nó cũng bị không có lợi bằng gạo của anh Siêu Nhân. Cái hồi của em nữa, một phần nữa là vì cái chỗ của em á, các con nó ồn quá, nó đông quá, nó ồn quá, rồi cái bị người ta thưa đó, hàng xóm thưa đó, rồi chính quyền nó cũng xuống lập biên bản của em, lập biên bản nè, cái biên bản nè, bản cam kết nè, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nè, nó lập cái bản cam kết nè, mấy tờ vậy lận nè, nó bắt em phải di dời á nè, cam kết tới mấy tờ vậy nè, mà cam kết tới mấy tờ vậy đằng nè, đóng mộc luôn nè, cái này là chữ ký của em nè, nè ký cam kết nè, bản cam kết này á, là nó bắt em phải di dời trong vòng năm nay á, trong năm nay em phải di dời. Cái người mà chịu trách nhiệm di dời cái chỗ của em á thì người ta có nói em bây giờ á là phải cam kết đừng có cho cố gắng, đừng có cho mấy đứa nhỏ la. Nếu mà tụi nó không la, mấy đứa con em không la thì hàng xóm sẽ không thưa, thì người ta sẽ để cho em nuôi. Còn nếu như các con la mà hàng xóm thưa thì bắt buộc người ta phải di dời em đi nơi khác. Cái đó là trách nhiệm của người ta. Thì mình đông nuôi đông quá mà nên các con la thì cái đó là cũng là điều hiển nhiên. Nên em có ký cam kết với ủy ban gì em nói là em cố gắng khắc phục. Nên nhiều khi khổ lắm, muốn anh Siêu Nhân đến quay các con để mà trực tiếp để xin cả nhà mình gạo cho các con mà không có đến được. Cái đó cũng là một phần thiệt thòi của em. Hơn nữa hồi đó em cũng có đi bán vé số á, mà bây giờ em cũng không có dám đi luôn, tại mỗi lần em đi về là tụi nó la ghê lắm, nên giờ cố gắng không có dám đi, nên cuộc sống bây giờ nó cũng bế tắc. Nên em cũng kính xin cả nhà thương thương thì giúp và đỡ các con em một người một ít.
để cho các con nó ăn. Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Hồi hồi sáng cái con kỳ quá, em có nhắn nhờ anh Phi Nhân bán thiếu cho em gạo để cho các con ăn mà cũng chưa thấy anh Phi Nhân trả lời. Em cũng lo lắng quá trời luôn á. Bây giờ khổ quá rồi, nhắn đại chứ giờ nếu không nhắn thì các con này không có ăn. Nên em cũng hy vọng là anh Phi Nhân bán thiếu cho em 1 tấn gạo. Em có nói với anh Phi Nhân là bán thiếu cho em đi, rồi em cố gắng em để dành tiền em trả góp từ từ, hoặc là em sẽ cố gắng xin các quý cô chú anh chị tiền để trả cho anh Phi Nhân. Tại vì em biết ảnh cũng bán không có lời bao nhiêu, mà nếu mà thiếu lâu quá cũng 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 tội cho ảnh. Nên em cũng cái gì vậy mấy con? Bé là với mấy Duyên á. Em cũng kính xin các quý mạnh thường quân hỗ trợ giúp cho em để em có tiền mua thức ăn cho các con, hoặc là anh Phi Nhân có bán thiếu rồi thì cũng kính xin các quý mạnh thường quân hỗ trợ để em có tiền em trả cho anh Phi Nhân. Tại bây giờ khổ quá nên cũng không biết làm sao. Em chỉ cố gắng chăm sóc các con thật tốt để không phụ lại tấm lòng của các quý mạnh thường quân thôi à. Em thì giờ cũng không có đi bán vé số được nữa, tại vì các con la quá nên không có dám đi. Em đi mỗi lần em đi về tụi nó la dữ lắm, em cũng không dám đi, nên cuộc sống bây giờ cũng bế tắc. Em cũng kính xin các quý mạnh thường quân hỗ trợ giúp giùm em và các con để các con có cái ăn để duy trì. Em cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Em hy vọng là anh Thư Nhân cũng hồi đáp lại lại cái mong muốn của em là được bán thiếu cho các con 1 tấn gạo cho các con ăn. Em chờ hồi sáng giờ luôn á, mà em hồi hộp quá em cũng không biết làm sao giờ nữa. Em cũng kính xin các quý mạnh thường quân thương các con nhà em mà tiếp sức với em. Em cảm ơn các quý mạnh thường quân nhiều lắm. Em kính chúc các quý mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe, và em chào các quý mạnh thường quân. Mai sau thì anh cũng hồi âm, và sau bao nhiêu ngày chắc thấy các nhỏ lớp mẹ năn nỉ quá, rồi lớp mấy đứa con đói quá ảnh thương, nên ảnh cũng bán thiếu cho mấy con 1 tấn gạo. Nên mua rồi thì lại không có lo lắng không biết có tiền đâu trả, nên nên cũng quay một cái clip nhờ anh Siêu Nhân đăng lên kênh của anh Siêu Nhân, rồi kính xin các quý mạnh thường quân một người một ít để cho mẹ sắp nhỏ để trả tiền gạo cho các con. Chứ anh Siêu Nhân bán không có lợi nhiêu, mà mua thiếu thì ảnh thương, ảnh thương mấy đứa nhỏ thì ảnh bán thiếu vậy, mà chôn vốn quá thì cũng tội ảnh. Nên cũng xin các mạnh thường quân người một ít cho mấy đứa nhỏ để nó có tiền nó trả cho anh Siêu Nhân. Đó, bây giờ người ta đang vác gạo vô đó cả nhà, cho cả nhà coi gạo nè, kê sẵn miếng vạt á, để bao một cây 5 bao nghe lo cô Nhung. Hai chục bao. Còn bao nữa? Dạ, gạo đã giao đủ rồi nè cô chú anh chị. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Một bao 50 kg là 20 bao là 1 tấn đó cô chú anh chị. Thật sự là mang ơn anh Siêu Nhân nhiều lắm đã bán thiếu cho các con để có các con có gạo ăn. Cũng kính xin các cô chú anh chị người cho ít để có điều kiện để trả cho anh Siêu Nhân với lại trả tiền xe. Anh Siêu Nhân cũng ứng tiền mướn xe luôn chứ Hà không có tiền. Cũng tội nghiệp. Bây giờ gạo xong rồi nè, bây giờ Hà vô. Mỗi lần ra là tụi nó la lắm. Cái này là cát của mèo ị á. Còn cái này là hạt của mèo. Còn chó là ngoài ra không có hạt luôn. Anh Siêu Nhân hỏi có cho chó ăn hạt không, cái mà Hà nói là thôi ăn gạo thôi, tại vì hạt mắc quá không không có điều kiện. Giờ có gạo ăn là mừng rồi. Giờ vô nè, vô tụi nó la.
nhốt cho nó lại đó. Chưa cha la ghê không? Gì vậy con? Thôi thôi thôi, không có cắn lộn. Sao mà kỳ ghê vậy? Thôi mà Mon, để mẹ quay phim, mẹ xin cô chú gạo cho mấy con ăn. Mà mấy con cứ la hoài rồi làm sao mà mẹ nói được. Gì vậy bà Bàng? Bà Bàng, thôi con đừng la, con người ta đuổi á. Mấy con yên lặng đi, để mẹ xin cô chú gạo cho mấy con ha. Thôi la gì mà la hoài, la quỷ à, la người ta đuổi rồi đó, người ta thưa rồi đó, hồi bữa xã kêu xuống làm việc rồi đó. Bởi vì anh siêu nhân muốn lên đây quay tụi nó mà cũng quay lên đâu có được đâu, tại cam kết với người ta là không có để ồn. Thôi nào, đang lau nhà bé mèo, mèo đang cho ăn, đang tới giờ ăn của mấy bé mèo á. Cứ đứa là một chén 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 vậy nó ăn hết rồi các em mới gom vô, tại đang cho tụi nó ăn á nên chưa có gom, nên để chén bề bộn vậy thì cô chú anh chị cũng thông cảm giùm, tại đợi mắt các con đang ăn á. Nè cái hung mưng lắm nè, đó cái này bu này mẹ 39 bé mèo đó, nó nằm ở dưới nè đó, nhiều lắm đó, nó đang ăn, để các con ăn xong rồi mới gom lại. Là mong cô chú anh chị cho các con gạo để ăn, các con đông nên ăn cũng nó hao dữ lắm. Cái bé này nó bị điếc nên nó tên là điếc. Thôi mà mấy con ra hoài à. Đây là tổng thể các con của em 156 đứa và 39 bé mèo. Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình. Cả nhà mình đang xem hình ảnh của trạm Thanh Hà Bình Dương nha cả nhà mình ha. Trạm Thanh Hà Bình Dương nuôi các bé rất tốt, rất sạch sẽ, cả nhà mình cũng nhìn thấy ha. Và Thanh Hà nhờ siêu nhân đăng tải clip này lên, xin cả nhà mình chung tay giúp giùm máy ấm để máy ấm có tiền gì coi như là
duy trì cuộc sống của các bé ha. Thanh Hà đang mua thiếu của siêu nhân hết 1 tấn gạo đó cả nhà mình. Xin cả nhà mình giúp đỡ ha. Bây giờ siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho siêu nhân luôn ha. Chào tạm biệt cả nhà mình. Bye bye cả nhà.